A9 ở đằng nhà xác. Ta tưởng thế. À, ở đằng gửi xe ấy. Đúng rồi. Thế mày để xe ở đâu? Em để ở bên kia ngay ở đằng sau đây này. Ta cũng để đấy mà. Bây giờ còn không biết vé xe để đâu. Mất vé đi chết luôn. Ơi, A đây rồi. A9 đây này. Cấp cứu A9 đây này. Thế thì nó ở quanh đây thôi. Nó ở đâu? Quanh đây. Đi đằng này. Đi ra đằng kia, rẽ phải. Đó là khoa D, A11. À đây, nó ở đâu đây? Ở đâu đây? Cứ đi đi.